Vâng, mời quý vị và các bạn cùng tới với nhà thi đấu của tỉnh Hà Nam để cùng chúng tôi tiếp tục theo dõi các trận đấu cuối cùng ở nội dung vật tự do lữ, giải vật tự do lữ CUP 15 tháng 5. Trận đấu đầu tiên đó là cuộc đụng độ tranh huy chương đồng ở hạng 60kg giữa vận động viên Vũ Thị Thảo và Nguyễn Thị Thanh Hoa, đều của đơn vị Hải Phòng. Trận đấu đang bắt đầu. Vũ Thị Thảo mang trang phục đỏ và Nguyễn Thị Thanh Hoa mang trang phục xanh. Đây là hai vận động viên cùng của đơn vị Hải Phòng. Như vậy là Thanh Hoa đã sang sau rồi. Thanh Hoa đang sử dụng đòn tay gáy để tỉ đè Vũ Thị Thảo. Liệu có chiến thắng tuyệt đối cho Thanh Hoa hay không? Vũ Thị Thảo đang rơi vào một tình huống hết sức khó khăn. Và có lẽ sẽ có chiến thắng tuyệt đối dành cho Thanh Hoa. Vâng, như vậy là đã có chiến thắng tuyệt đối dành cho Nguyễn Thị Thanh Hoa. Và với chiến thắng này thì Nguyễn Thị Thanh Hoa đã giành tấm huy chương đồng ở hạng 60kg. Xin chúc mừng Nguyễn Thị Thanh Hoa, một thiếu nữ hết sức xinh đẹp của Hải Phòng. Trận đấu tiếp theo chúng tôi xin giới thiệu đó là trận đấu tranh huy chương vàng ở hạng 50kg. Vâng, như vậy là vận động viên Phạm Như Quỳnh của Hà Lam trang phục đỏ và Trần Thị Hải Lý của Thừa Thiên Huế mang trang phục xanh. Trọng tài điều khiển trên thảm đó là trọng tài Nguyễn Văn Hiệp. Trận đấu bắt đầu. Phạm Như Quỳnh là đơn vị Hà Lam. Đây là đơn vị chủ gia. Rất nhanh, Phạm Như Quỳnh đã sử dụng một miếng xiềm và đang tì đè Nguyễn Thị Hải Lý. Vâng, và như vậy là đã có chiến thắng dành cho Phạm Như Quỳnh của Hà Lam. Như vậy là Phạm Như Quỳnh của Hà Lam đã đoạt được tấm huy chương vàng và Trần Thị Hải Lý đoạt tấm huy chương bạc. Xin chúc mừng cả hai vận động viên. Trận thi đấu tiếp theo chúng tôi xin giới thiệu đó là trận đấu ở hạng 55kg. Vâng, như vậy là đây là trận chung kết hạng 55kg. Trên màn hình của quý vị, Lê Thị Phượng của Thanh Hóa mang trang phục đỏ và Trần Thị Thanh Hà của Hà Lam, đơn vị chủ nhà, mang trang phục xanh. Điều khiển trận đấu đó là trọng tài Nguyễn Tiến Trung. Trận đấu đã bắt đầu. Những trận đấu của những thiếu nữ hết sức xinh đẹp đang tuổi 17-18. Rất nhanh, Thanh Hà đã sang sau rồi. Thanh Hà tiếp tục sử dụng các đòn quân bò. 6 điểm cho cô rồi. 8 điểm cho Thanh Hà. Chỉ còn 2 điểm nữa thôi, Thanh Hà sẽ giành được chiến thắng. Vâng, không có miếng đánh tiếp theo. Hai vận động viên sẽ thi đấu ở tư thế đứng.
trận đấu tiếp tục. Với các đòn đánh liên tiếp vừa rồi thì Thanh Hà đã ghi được 8 điểm. Lê Thị Phượng chưa có điểm nào. Thanh Hà lại chủ động tấn công. Sang sau luôn. Nha nhổm nha, không sang kịp. Có vẻ như ưu thế vượt trội đang dành cho Thanh Hà. Cân là hơn cân mấy chắc nhỉ? Này hơn mấy cân? 4-5 cân. Lê Thị Phượng sử dụng đòn bốc nhưng không thành công và Thanh Hà đã sang sau. Cô đã ghi được 2 điểm nữa. Nâng số điểm của mình lên 10. Vâng. Xin chúc mừng Trần Thị Thanh Hà của Hà Lam. Xin chúc mừng cả 3 vận động viên. Trận đấu tiếp theo chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị và các bạn, đó cũng là trận đấu cuối cùng ở nội dung vật tự do nữ hạng 60kg. Cúp 15 tháng 5. Trận đấu vâng, Bùi Thị Thu Trang của đơn vị chủ nhà Hà Lam mang trang phục đỏ và Nguyễn Thị Yến Nhi của Thừa Thiên Huế mang trang phục xanh. Trận chung kết đã bắt đầu rồi. Trọng tài trên thảm điều khiển trận đấu này đó là trọng tài Tô Đăng Minh. Đây là trận đấu cuối cùng của giải đấu Cúp 15 tháng 5 trong ngày hôm nay. Ban tổ chức chúng tôi xin thông báo lại sau khi các trận chung kết kết thúc. Ban tổ chức chúng tôi sẽ tổ chức trao huy chương, giấy chứng nhận, phần thưởng của nhà tài trợ cho các vận động viên ở hai lứa tuổi. Vậy đề nghị các vận động viên chúng ta chuẩn bị trang phục mặc quần áo chuyên môn, đi giày chuyên môn hoặc giày thể thao để lên được danh dự nhận huy chương. Các vận động viên sẽ tập trung bên phía tay phải bàn ban tổ chức theo hàng cân để ban tổ chức chúng tôi tổ chức trao huy chương. Vâng, sau video này chúng tôi sẽ tiếp tục giới thiệu tới quý vị và các bạn những video ở giải đấu nội dung vật tự do nữ được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang, một tỉnh nằm ở phía Bắc Việt Nam. Những trận đấu của nam ở Cúp 15 tháng 5 chúng tôi sẽ làm riêng một video, mời quý vị và các bạn hâm mộ tiếp tục theo dõi. Trọng tài đã nhắc nhở đối với Nguyễn Thị Yến Nhi của đơn vị Thừa Thiên Huế, cô phải thi đấu tích cực lên. Vâng, như vậy là đã có một điểm cho vận động viên đỏ. Bùi Thị Thu Trang đã giành được một điểm. Đã hết thời gian thi đấu hiệp thứ nhất. Hai vận động viên tạm nghỉ 30 giây. Ở hiệp thi đấu thứ nhất thì Bùi Thị Thu Trang của Hà Lam đã có một điểm và Nguyễn Thị Yến Nhi của Thừa Thiên Huế chưa có điểm nào. Đề nghị các lực lượng phục vụ cho công tác trao giải, chúng ta chuẩn bị đây là trận chung kết cuối cùng, sau đó là lễ trao huy chương, phần thưởng của nhà tài trợ cho các
đã hết thời gian nghỉ. Hai vận động viên tiếp tục vào thi đấu hiệp 2. Hiệp 2 bắt đầu rồi. Vâng, như vậy là trọng tài chưa cho điểm. Trong tình huống vừa rồi không vận động viên nào giành được điểm. Trận đấu tiếp tục. Hai vận động viên đều đang hết sức cố gắng. Vâng, như vậy là với tình huống vừa rồi thì Yến Nhi đã đánh bật Thu Trang ra khỏi vòng tròn của thảm đấu và sẽ có một điểm cho Yến Nhi. Rất căng thẳng. Hai vận động viên đều có một điểm. Trận đấu đang bước sang hiệp thứ hai. Đây là trận tranh huy chương vàng. Một tấm huy chương cao quý nhất ở hạng 60kg dành cho các lứa tuổi U17-18. Rất hay, Yến Nhi rất nhanh. Cô đã sử dụng miếng đòn tay gáy và đang tì đè Thu Trang. Thu Trang đang rơi vào một tình thế hết sức nguy hiểm. Vâng, như vậy là đã có chiến thắng tuyệt đối cho Nguyễn Thị Yến Nhi của đơn vị Thừa Thiên Huế. Rất tiếc cho Bùi Thị Thu Trang, đơn vị chủ nhà Hà Lam. Một chút sơ sẩy. Xin chúc các vận động viên đã đoạt được các tấm huy chương danh giá. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi các trận đấu ở CUP 15 tháng 5 trong thời gian vừa qua. Trong những video tiếp theo, song song cùng với giải vô địch quốc gia, chúng tôi sẽ tiếp tục giới thiệu tới các bạn các trận đấu ở giải nội dung tự do lữ được tổ chức tại Tuyên Quang. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.